Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay tôi hướng dẫn mọi người cách nhập ID trên khóa SmartKey của xe Vision đời 2021 ha. Thì xe này thì hệ thống khóa SmartKey nó đã đổi remote rồi. Thì remote này có hai chức năng, thứ nhất là chức năng mở khóa và chức năng thứ hai là chức năng tìm xe. Đấy. Thì đối với cái ID của SmartKey của Vision 2021 thì nó cũng giống như ID khác thôi, nó cũng có 9 chữ số. Nhưng mà cách nhập nó đã thay đổi là cách bằng ấn cách là chúng ta không sử dụng công tắc đề nữa. Đấy ha. Anh em nào muốn mở khóa thì sử dụng mở remote nè. Không ấn đề được nha anh em, không có nút đề nữa mà chúng ta ấn luôn cái nấm luôn. Chúng ta mở khóa thôi. Đấy. Giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập ID. Thì đó xe này nhập ID á, chúng ta sẽ ấn giữ cái nấm khóa giống như thường tự nút đề thôi, mà ở đây ấn giữ cái nấm ha. Lúc này đèn SmartKey nó sáng, nó nháy. Thì mình ta ấn cái gì nó xác nhận. Bắt đầu là ấn số đầu tiên là số 1 ha. 1. Rồi bấm số 2. 1, 2, 3. Và khi kết thúc ấn cái số cuối cùng thì bây giờ đợi cái đèn xác nhận cái rồi ta tiến hành bật khóa lên. Đấy. Rồi sau đó chúng ta tắt khóa, thì trong thời gian tắt khóa này trong vòng 6 phút thì khóa sẽ không tự động khóa. Nếu mà chúng ta muốn khóa luôn á, ta ấn giữ cái nấm này. Đó, giờ xe chúng ta đã khóa không rồi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip nha.